Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp với nguy cơ cao. Vì vậy, các đơn vị địa phương cần tập trung cao độ để khoanh vùng, ngăn chặn dịch lây lan, đồng thời đẩy nhanh việc tiêm vaccine theo kế hoạch. Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các ngành địa phương diễn ra vào chiều tối qua, ngày 20 tháng 7. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, ngăn dịch lây lan ra diện rộng. Trong đó, khẩn trương hoàn thành xét nghiệm đại diện hộ gia đình để đánh giá nguy cơ dịch trên địa bàn. Chúng ta sớm có cái kết quả này và CDC cũng có cái báo cáo với Thường trực Ban chỉ đạo để có cái nhận định đánh giá và chúng ta đưa ra cái kết quả cho nó phù hợp. Sớm theo dõi truy vết để mà khẩn trương thực hiện cái biện pháp theo quy định để chúng ta hạn chế cái lây lan. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị tập trung thực hiện nghiêm giãn cách tại 4 địa phương theo chỉ thị 16, đề nghị ngành y tế tham mưu triển khai thực hiện test nhanh đạt hiệu quả cao nhất, nhanh chóng triển khai tiêm vaccine khi nhận được nguồn phân bổ từ Bộ Y tế. Đề nghị ngành y tế rà soát lại đội ngũ cũng như trang thiết bị y tế, vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch cũng như khả năng chi viện hỗ trợ các địa phương. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh lưu ý việc phát hiện mới 4 ca mắc 19 chưa rõ nguồn lây cho thấy nguy cơ dịch lây lan cộng đồng là rất cao. Do đó, phải làm nhanh hơn nữa để khoanh vùng, truy vết, ngăn chặn dịch. Từ nhận định của ngành y tế, 4 phường thực hiện chỉ thị 16 phải tuân thủ nghiêm ngặt hơn nữa các quy định về giãn cách. Thực hiện giãn cách 16 tại các khu vực này, đặc biệt là Hội An. Bây giờ kiểm soát chặt chẽ các chốt đi. Chứ còn nếu mà từ Hội An này có nguy cơ trong cộng đồng mấy ca như thế này mà các chốt đi ra ngoài thì nó sẽ lây lan đến khu vực khác. Cho nên là Cẩm Lệ phân công các đồng chí trong thường vụ đi và thành lập cái tổ đi kiểm tra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận nỗ lực của ngành y tế và địa phương đã đẩy nhanh xét nghiệm và đạt con số kỷ lục mới hơn 45.000 mẫu trong ngày. Tuy nhiên lưu ý, cần hoàn thành nhanh việc xét nghiệm hộ gia đình để đánh giá nguy cơ dịch bệnh. Đối với các khu công nghiệp, phải siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch. Thì vẫn lo nhất là chỗ Anh Sơn, khu công nghiệp, cho nên là phải chỉ đạo các cái công ty và thực hiện nghiêm túc các cái chỉ đạo của thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị triển khai việc test nhanh với các đối tượng phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất. Tổ chức các phương án đón người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về đảm bảo thông suốt, an toàn. Ngành y tế cũng nhanh chóng triển khai tiêm vaccine theo đúng đối tượng ưu tiên sau khi được phân bổ nguồn vaccine từ Bộ Y tế.